Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Chủ nhật 7 tháng 7 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Nam California được khuyến cáo nên chú ý đến sóng lớn, dòng chảy ngược trong đợt nắng nóng lịch sử. Cháy nhà Westminster ngày lễ July 4, 10 người kịp thoát thân. Sinh viên UCLA bị tấn công tình dục trong phòng ký túc xá, nghi phạm bị bắt. Đám đông khổng lồ cướp trạm xăng ở California sau khi cho xe đụng vào cửa kính. Nhiều toa xe lửa chật đường ray phát hỏa ở North Dakota. Cháy rừng ở Thousand Oaks buộc phải có cảnh báo di tản. Thái Lan đóng tất cả các cửa hàng miễn thuế ở 8 sân bay quốc tế. Các nghi phạm truy đuổi bị bắt sau cuộc đối đầu với cảnh sát ở Compton. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Nam California được khuyến cáo nên chú ý đến sóng lớn, dòng chảy ngược trong đợt nắng nóng lịch sử. Dưới đợt nắng nóng lịch sử, nhiều người dân Nam California có thể đổ xô đến bãi biển để giải nhiệt, nhưng các quan chức thời tiết đang cảnh báo những người đi biển phải cẩn thận với sóng lớn và dòng chảy xiết vào cuối tuần này. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, sẽ có dòng chảy ngược mạnh và dòng chảy dọc bờ biển tại các bãi biển từ quận Ventura đến quận Los Angeles cho đến tối Chủ nhật và sóng có thể cao tới 6 feet. Tuyên bố về nguy cơ xảy ra sóng lớn trên bãi biển do NWS đưa ra cho biết, các bãi biển hướng Nam và Tây Nam có thể khả năng sẽ sóng lớn nhất, nguy cơ chết đuối trên biển tăng lên. Các viên chức thời tiết cho biết, dòng chảy ngược có thể kéo người bơi và lướt sóng ra khỏi biển, và sóng có thể cuốn trôi mọi người ra khỏi bãi biển và đá lật úp những chiếc thuyền nhỏ gần bờ. Chắc chắn có dòng chảy ngược ở ngoài đó. Nếu bạn không phải là người thích nước, hãy chắc chắn cẩn thận với dòng chảy ngược vì bạn sẽ bị cuốn trôi. Vận động viên lướt ván Deepan Desai cho biết, tuyên bố về nguy cơ bãi biển được đưa ra khi Nam California đang phải hứng chịu đợt nắng nóng lịch sử. Nhiệt độ cao nhất vào thứ Sáu là 124 độ ở Palm Springs, đã phá vỡ kỷ lục, và cả Palmdale 113 độ và Woodland Hills 106 độ, đều phá vỡ kỷ lục về những ngày nóng nhất. Ngoài ra, nhiều vụ cháy rừng nhỏ đã bùng phát gần đây ở Southland, bao gồm một vụ ở Simi Valley và một vụ khác ở Homeland, một cộng đồng ở quận Riverside phía đông bắc Menifee. Cháy nhà ở khu Westminster vào ngày lễ July 4, 4 tháng 7, 10 người kịp thoát thân. Tin từ Westminster, California, theo lực lượng cứu hỏa cho biết, 2 trong 4 vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm lễ độc lập thứ Năm, 4 tháng 7, rạng sáng thứ Sáu tại quận Orange là ở Westminster. Sở cứu hỏa quận Orange OCFA loan tin, vụ cháy nhà sau cùng xảy ra lúc 5 giờ 30 sáng thứ Sáu ở dãy số 13000 đường Chestnut Street, thành phố Westminster. Ngoài việc dập lửa, lực lượng cứu hỏa bảo đảm tất cả 10 người trong nhà kịp ra khỏi nhà. OCFA viết trên Facebook, lính cứu hỏa cũng tìm cách thu lượm càng nhiều vật dụng cá nhân của người trong nhà càng tốt. Một phần Westminster thuộc Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống đông đúc. Ngoài hai vụ ở Westminster, còn có một đám cháy ở Mission Viejo và một ở Lake Forest, giới chức cứu hỏa cho hay. Cả 4 vụ hỏa hoạn đều khá lớn, gây thiệt hại nặng. Chưa rõ nguyên nhân các vụ cháy, sự việc vẫn còn đang được điều tra. Sinh viên UCLA bị tấn công tình dục trong phòng ký túc xá, nghi phạm bị bắt. Theo Sở Cảnh sát UCLA, vụ việc xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu lúc khoảng 2 giờ 40 sáng khi nữ sinh đang ngủ trong phòng của mình ở khu Saxon Suites. Nghi phạm đã lẻn vào phòng của nữ sinh và tấn công tình dục cô khi cô đang nằm trên giường, các viên chức cho biết. Sau đó anh ta chạy ra khỏi tòa nhà và bỏ trốn khỏi khu vực theo một hướng không xác định. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da trắng ngoài 30 tuổi. Anh ta có thân hình to lớn, râu xoăn và lần cuối cùng được nhìn thấy khi mặc quần áo toàn màu đen và đội mũ len. Người ta không rõ làm thế nào người đàn ông này lại có thể vào được phòng ký túc xá hoặc tòa nhà. Nạn nhân đã được điều trị y tế tại hiện trường. Học sinh đã được cảnh báo về vụ tấn công vào sáng thứ Sáu, và nhiều người cho biết họ hiện cảm thấy bất an.
Những lời khuyên từ cảnh sát UCLA để đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường bao gồm luôn luôn cảnh giác và nhận thức được môi trường xung quanh bạn, báo cáo bất kỳ hoạt động đáng nghi ngờ nào cho cảnh sát. Các bạn không để cửa ra vào các tòa nhà bị chặn mở. Bảo vệ nơi ở của bạn bằng cách khóa tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Tránh những khu vực thiếu ánh sáng hoặc vắng vẻ khi đi bộ vào ban đêm. Sử dụng dịch vụ đi xe an toàn của UCLA và dịch vụ hộ tống buổi tối của UCPD, CSO. Nhà chức trách thông báo vào sáng thứ Bảy rằng nghi phạm có hành vi tấn công tình dục một sinh viên trong phòng ký túc xá của trường Đại học California, Los Angeles đã bị bắt. Hiện tại, các nhà chức trách cho biết nghi phạm đã bị giam giữ, không có thông tin chi tiết bổ sung nào, bao gồm danh tính nghi phạm hoặc bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra. Một đám đông cướp chạm xăng ở California sau khi cho xe đụng vào cửa kính. Một đám đông lớn đã cướp một chạm xăng 76 gần sân bay Oakland vào sáng thứ Sáu. Chủ chạm xăng nói với đài KTLA Ron, chủ sở hữu của cây xăng 76, tự nhận mình là Sam, cho biết khoảng 40 đến 50 người đã xông vào khu chợ được kết nối với chạm xăng vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Đoạn phim an ninh thu được từ chạm xăng cho thấy ngày càng có nhiều người lục lọi xung quanh cửa hàng và lấy cắp tài sản của cửa hàng. Trong một cuộc phỏng vấn, Sam cho biết một nhóm người đã lái xe đụng vào cửa kính của chợ. Ông cho biết mọi người đã lấy bất cứ thứ gì đó họ có thể và phá hủy tất cả còn lại. Cảnh sát nhận được cuộc gọi về vụ cướp 76. Khi cảnh sát đến nơi, các nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Đó là lý do tại sao chủ sở hữu được yêu cầu nộp báo cáo trực tuyến. Bằng chứng video sau đó đã được báo cáo cho OPT, làm rõ quy mô và chi tiết của vụ việc, bao gồm số lượng lớn nghi phạm và vụ việc đã ngay lập tức được nâng lên với mức độ ưu tiên 1, khiến một cảnh sát phải đến hiện trường để liên lạc với chủ sở hữu. Và các điều tra viên hiện đang xem xét bằng chứng và làm việc trực tiếp với chủ chạm xăng, OPD cho biết. Nhiều toa xe lửa chật đường rầy phát hỏa ở North Dakota, tin từ Podulac, North Dakota. Sáng sớm thứ Sáu, 5 tháng 7, một chiếc xe lửa chật đường rầy ở North Dakota với nhiều toa chứa các hóa chất độc hại bốc cháy, giới chức địa phương cho hay. Giám đốc Andrew Kirkin thuộc Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp quận Foster nói với đài CNN rằng 911 được thông báo về tai nạn chật đường rầy tại thị trấn nhỏ Podulac, khoảng 140 dặm về phía tây bắc Fargo, khoảng 3 giờ 45 sáng. Xe lửa chở theo những hóa chất độc hại này, cho nên giới chức đang theo dõi phẩm chất không khí quanh nơi xảy ra tai nạn. Có 29 toa xe bị lật, Kirkin cho biết. Sở Phẩm chất Môi trường North Dakota cho CNN biết, xe lửa chở theo ammoniac sulfur và hạt nhựa ammoniac dạng khí được dùng rộng rãi trong phân bón nitrogen, có thể rất nguy hiểm ở khối lượng đậm đặc, gây nổ và làm phỏng da, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Đến trưa thứ Bảy, lửa hầu như đã bị dập tắt, không ai bị thương. Gió thổi bạc hơi khói độc khỏi thị trấn nhỏ nơi khoảng 20 cư dân sinh sống. Sau khi dập tắt lửa hoàn toàn, Kirkin cho biết sẽ bắt đầu tiến trình dọn dẹp, đưa những xe cơ giới hạng nặng đến để dỡ những toa xe đi. Đoạn đường rầy nơi xe lửa gặp nạn là kết quả của công trình hợp tác năm ngoái giữa hai tổ chức Canadian Pacific Railway và Kansas City Southern. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia NTSB nói hôm thứ Sáu rằng cơ quan đang tiến hành điều tra tai nạn. Cháy rừng ở Thousand Oaks buộc phải cảnh báo di tản. Theo các nhà chức trách, một đám cháy rừng ở Thousand Oaks đang đe dọa các công trình kiến trúc và cảnh báo di tản đã được ban hành vào thứ Bảy. Vụ cháy được báo cáo gần đường Logan Drive và đường Venture Park ở khu phố Newbury Park, nằm ở phía bắc xa lộ 101 và phía tây xa lộ 23 thuộc quận Ventura. Cảnh báo di tản được ban hành lúc 2 giờ 30 chiều có hiệu lực đối với đường Kruska, đường Camino Dorio, đường Arroyo View. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Ventura cho biết cư dân ở những khu vực đó phải chuẩn bị sơ tán nếu cần thiết, mặc dù hiện tại không có mối đe dọa nào đến tính mạng. Tính đến 3 giờ 20 chiều, đám cháy đã lan rộng trên nửa mẫu Anh nhưng vẫn chưa được khống chế. Thái Lan đóng tất cả các cửa hàng miễn thuế ở 8 sân bay quốc tế. Theo số liệu thống kê của Hải quan Thái Lan, vào năm 2023, doanh thu từ các hàng miễn thuế ở sân bay lên tới 3 tỷ baht, khoảng $82 triệu.
theo Bangkok Post. Nội các Thái Lan vừa xác nhận tất cả các cửa hàng miễn thuế ở khu đến Arrival tại 8 sân bay quốc tế lớn nước này, bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, Utapao, Samu và Capri sẽ đóng cửa tất cả. Thời gian tiến hành đóng cửa cụ thể chưa được thông báo chính thức. Phó phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan Ruchkrao Suvankiri cho biết mục đích chính của chính sách này là nhằm khuyến khích hành khách chi tiêu nhiều hơn tại các cửa hàng nội địa. Qua đó sẽ tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh sản xuất, tạo công ăn việc làm và tăng nguồn thu thuế của chính phủ. Chính phủ Thái Lan ước tính với chính sách mới này, du khách nhập cảnh không được hưởng chế độ bán miễn thuế sẽ phải chi trung bình nhiều hơn 570 baht, khoảng 15,6 đô la, ở những nơi khác trong nước trong suốt chuyến đi. Bộ Tài chính Thái Lan ước tính doanh thu bán lẻ sau khi chính sách này được triển khai có thể tăng lên hơn 3,5 tỷ baht, khoảng 96 triệu đô la mỗi năm. Các nghi phạm bị truy đuổi đã bị bắt sau cuộc đối đầu với cảnh sát ở Compton. Hai nghi phạm đã bị bắt vào tối thứ Sáu trong cuộc đấu súng với cảnh sát truy đuổi xuyên thành phố. Những nghi phạm bị truy nã vì tội tấn công cảnh sát bằng vũ khí chết người. Khi cảnh sát cố gắng chặn họ lại vào khoảng 7 giờ 35 phút tối, họ từ chối nhường đường khiến cảnh sát phải truy đuổi. Cuộc truy đuổi trải dài nhiều thành phố, bao gồm khu vực Lakewood và Long Beach, trước khi kết thúc tại một bãi đậu xe bên ngoài ngân hàng Bank of America ở Compton. Người lái xe là đàn ông, lái chiếc xe Honda Accord đời cũ, đã lái xe vào bãi đậu xe ở khu 500 đường South Long Beach Boulevard và bị cảnh sát bao vây nhưng từ chối ra ngoài. Cảnh sát đã dùng giải gai nhọn thành công đâm thủng lớp xe của nghi phạm. Nghi phạm ban đầu dừng lại ở bãi đậu xe trước khi tiến về phía trước một lần nữa. Khi cảnh sát tiếp cận từ phía sau, anh ta mở cửa xe nhiều lần trước khi đóng lại. Cuối cùng, nhiều xe tuần tra đã bao vây nghi phạm. Họ bắn đạn hơi cay vào chiếc xe, khói tràn vào xe cửa sổ bên tài xế đang mở. Cuối cùng, người đàn ông và một hành khách nữ đã ra khỏi xe để đầu hàng và đã bị bắt giữ. Dự báo thời tiết thứ hai, 8 tháng 7 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 48 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 8 giờ 05 phút tối. Sương mù vào đầu giờ chiều, trời nắng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 75 độ F, gió hướng nam tây nam thổi với tốc độ từ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 76% và chỉ số UV cho thấy 11 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 8 giờ 20 phút sáng và trăng lặn vào lúc 10 giờ 22 phút tối. Bầu trời nhiều mây vào đầu giờ chiều, sau đó trở nên có sương mù và ẩm ướt vào ban đêm. Nhiệt độ thấp gần 65 độ F, gió tây nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 85% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin của Vinh Channel. Rất mong nhận được like, share và subscribe từ quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.